Xin chào quý chị đã đến với kênh mua bán xe cũ. Hôm nay Zooming Auto có địa chỉ tại 712 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội vừa về một chiếc Mitsubishi Xpander phiên bản 1.5 AT sẽ được sản xuất và đăng ký năm 2022 và tiền tư nhân một chủ từ đầu anh chị nhé. Chiếc xe này cực kỳ là mới. Sau đây em sẽ quay qua tổng thể của chiếc xe cho mọi người cùng xem. Ở năm 2022 này thì Xpander được thay đổi về ngoại hình cũng như là nội thất của xe, được cải tiến cực kỳ đẹp anh chị nhé. Chiếc xe thay đổi với tất cả những thanh nẹp chrome rất là to anh chị ạ. Từ tất cả khung đèn pha cũng như là giải led định vị ban ngày anh chị này. Ở form mới này rất đẹp anh chị nhé. Đèn led. Chiếc xe này được trang bị đèn full led anh chị nhé. Nó trang bị 3 mắt bi anh chị này. Rất là thời thượng. Chiếc xe thì mang ngoại thất màu nâu, nội thất ghế da màu đen anh chị nhé. Đó, em cho quay một vòng của xe cho anh chị được xem. Đó, chiếc xe thì có mộc nguyên anh chị nhá, mới em về mới chỉ rửa thôi và cho đi quay được ngay. Đó, đèn anh chị này, đó, form mới rất đẹp anh chị ạ. Tất cả lốp lắp la răng của xe đều rất đẹp anh chị nhá. Chiếc xe 2022 mô chủ từ đầu, đăng kiểm còn rất dài, còn đến năm 2025 anh chị nhá. Đó, tất cả những cái hõm tay nắm cửa thì đều được chủ xe bọc hết rồi. Đây ạ, lốp lắp la răng của xe anh chị này đều rất đẹp. Chiếc xe vẫn còn bẩn nguyên đấy chị ạ. Bên em lấy về cái là đi quay ngay đấy chị ạ. Đó, đây là phần đuôi xe anh chị nhá. Đây là phần cốp xe. Đây ạ. Mọi người có thể thấy đây. Tất cả những cái mép tôn này, đinh bấm này anh chị này, cũng như là ốc cốp này chị này, đều còn zin nguyên bản hết chị nhá. Đây là một chiếc xe mộc 100% anh chị nhá. Đó, bẩn nguyên anh chị ạ. Những chiếc xe đời cao như này thì bên em về chỉ có đi rửa và quay luôn thôi anh chị ạ. Đó, rất đẹp anh chị ạ. Đây là hàng ghế thứ ba này, chủ xe rất là cẩn thận anh chị ạ, bọc trần hết rồi. Đó, chiếc xe này thì còn được trang bị cam hành trình chị nhá, cam hành trình trước sau, cam hành trình xịn đấy ạ. Đây là phần hông xe, nắp bình xăng, đó, lốp như là la răng này, rất rất mới chị ạ. Đây là phần nội thất. Đây chị nhé, đây chính là tắt đi cánh cửa đây chị này. Đó, keo chỉ cánh cửa đều zin nguyên bản đấy chị nhé, không mất một phân. Chủ xe thì còn lắp hết tất cả những cái nẹp inox để chúng ta bước lên bước xuống này để tránh bị xước đấy chị. Đây là phần tắt đi cánh cửa bên phụ đấy ạ. Em cho quay kỹ phần ghế da chị xem này. Đó, ghế da không khác gì xe mới chị ạ. Mà bây giờ anh chị mua chiếc này thì được tiết kiệm rất là nhiều tiền rồi. Đây ạ, đây là phần hàng ghế thứ ba chị nhé. Hàng ghế thứ ba thì gần như là không ngồi chị ạ, rất rất ít khi ngồi. Đây là hàng ghế thứ ba còn căng đét đấy chị ạ. Đó, vùng cửa gió cho hàng ghế thứ hai đấy ạ. Thảm lót sàn. Ngoài ra ở form mới này chúng ta còn có trang bị cả hai cổng sạc. Đó, tiện nghi rất nhiều chứ. Tiến đến phần ghế lái. Đây, đây chính là nắp đi ghế lái chị nhé. Đó, xe có trang bị gương kính chỉnh điện hết. Các phần keo chỉ đây. Keo chỉ cánh cửa này. Đây, đây là phần ghế da bên phụ chị. Đó, tạp ly tạp lô của xe. Form mới thì nội thất cũng thay đổi luôn anh chị nhá. Nội thất cũng rất đẹp, được trang bị màn hình lớn kết hợp với camera lùi anh chị. Đây, điều hòa auto. Chúng ta cần lẫy này. Đó, phanh tay điện tử. Đây phần cần số của xe, em sẽ quay sát cho mọi người xem. Đó, gần gai nguyên anh chị nhá. Đó, phanh tay điện tử khác biệt rất là nhiều so với phiên bản form cũ. Đó, rất mới chị. Đây là ghế lái ạ. Đây là vô lăng của chiếc xe.
Xe thì cũng có trang bị ga tự động cruise control anh chị nhé. Nhạc inox. Đến phần động cơ thì đây chính là động cơ 1.5 của chiếc Xpander đấy. Đó, em sẽ quay kỹ ốc chân máy cho người xem tất cả những dấu sơn đánh dấu của nhà sản xuất này. Đó, nắp dàn cò này, ốc bửa cam này, tất cả những con ốc tai này. Đó, ốc cabo này, keo chỉ cabo này, đinh tán, đinh bấm, những cái đường gân dập như là tem mác mã sản xuất này. Đó, anh chị có thể bấm dừng lại để xem được kỹ hơn nhé. Chị xem bọc có phải như này anh chị ạ, rất là đẹp anh chị. Tất cả ốc chân số này, ốc treo số này, đó, ốc tai này anh chị này. Anh chị thiện chí thì có thể qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng 712 Nguyễn Văn Cừ để xem xe trực tiếp anh chị nhé. Và em xin được tóm tắt lại chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản 1.5 AT sẽ được sản xuất và đăng ký năm 2022, mang tên tư nhân, một chủ từ đầu cực kỳ là mới, đang được Dương Minh Auto chào với mức giá chỉ hơn 600 triệu một tí thôi. Anh chị nào thiện chí thì có thể liên hệ theo số điện thoại ở trên màn hình để nhận được một mức giá hợp lý nhất. Em cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo của Dương Minh Auto.